Hãy đến với Chúa ngay tại thời điểm này, chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta cũng sẽ cầu thay cho quý ông bà anh chị em. Hãy cầu thay xin Thánh Linh của Chúa ngài đầy dẫy cho mỗi đời sống của chúng ta. Hãy để Thánh Linh của Chúa ngài thăm viếng và ngài phán với mỗi đời sống của quý vị ông bà anh chị em và chính đời sống của tôi nữa. Hãy mở lòng của chúng ta để tiếp nhận sự hiện diện của Chúa, sự thăm viếng của ngài và sự đầy dẫy của Thánh Linh của ngài. Và nhớ đến để cầu nguyện cho Hải Tường 20%. Nhớ đến cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cầu nguyện cho những ai đang có những sự bệnh tật, cầu nguyện cho những ai đang cần có phép lạ của Chúa, cầu nguyện cho những ai cần có tình yêu của ngài đầy dẫy trên đời sống của họ, cầu nguyện cho những ai đang cần có sự cứu rỗi của Chúa Jesus Christ đến trên đời sống của họ. Hãy cầu nguyện cho những ai đang tìm kiếm công ăn việc làm, hãy cầu nguyện cho những ai đang có những hoạch định trong tương lai của họ trong năm mới này. Và tất cả mọi điều chúng ta cầu nguyện, xin Chúa ngài thực hiện, xin Chúa ngài ban ơn, xin Chúa ngài chúc phước, xin Chúa ngài dinh dưỡng cho mỗi đời sống của chúng ta. Hallelujah. Hãy đến với Chúa và chúng ta sẽ dành chút thời gian để chúng ta cầu thay lẫn nhau. Quý vị muốn cầu nguyện ở trong tiền mới, hãy tự do và đến với Chúa trong cầu nguyện trong tiền mới. Khi cầu nguyện ở trong Thánh Linh của Chúa, muốn hát một bài hát mới trong ngày, hãy tự do đến với Chúa và hát một bài hát mới trong ngày. Chúa, chúng con cảm ơn ngài vì sự hiện diện của ngài. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cứ mỗi một tuần Chúa lại cho chúng con những cơ hội để đến trong nhà cầu nguyện này, Thái Tường Toàn Cầu này, và cầu nguyện cho mỗi đời sống của chúng con, và để mỗi đời sống của chúng con sẽ kinh nghiệm được gặp gỡ chính mình ngài, để chúng con được trở nên gần với Chúa nhiều hơn nữa, để cho mỗi đời sống của chúng con được lắng nghe tiếng ban của ngài cho mỗi đời sống của chúng con, để mỗi đời sống của con sẽ bước đi ở trong đường lối tốt lành của ngài, trọn vẹn của ngài. Chúa xin ngài đến và phán với mỗi đời sống của chúng con, đầy dẫy Thánh Linh của Chúa cho mỗi đời sống của chúng con, sức dầu mới của ngài cho mỗi đời sống của chúng con, và làm cho tâm linh của chúng con được mới lành của ngài, và thêm sức cho mỗi đời sống của chúng con để con tiếp tục chạy cuộc đua mà ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng con. Và Thánh Linh ơi, chúng con xin mời Thánh Linh của ngài hãy vận hành ở tại nơi đây. Chúa xin ngài đầy dẫy ở tại nơi đây, xin ngài thánh hóa nơi này, và nơi ngài đang ngự cho mỗi đời sống của chúng con. Hallelujah, Chúa xin ngài tha thứ những tội lỗi trên đời sống của chúng con. Qua cầu nguyện xin những máu của Chúa ngài thánh tẩy đời sống của chúng con và chắc chắn tất cả những sự bệnh tật, những sự rủa xá, những tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng con. Chúa chính con được ở trong sự thánh thiên của ngài, con kiên ngưỡng được dung nhan của ngài, chúng con thấy được sự bình yên của Chúa và sự yên của ngài đang bày tỏ ở trên mỗi đời sống của chúng con. Hallelujah, Hallelujah, Chúa chúng con cảm ơn ngài. Con luôn trong cánh ai, con sẽ không bị áp đảo. Cho con thái thường để thấy ý chí của Cha. Con luôn trong cánh ai, Chúa đang lương cứu giúp con, ban sự khôn ngoan để con vẫn theo ý Cha. Và cả tấm lòng của chúng con, Chúa chúng con đang khao khát được gặp gỡ ngài, chúng con luôn trong cạnh ngài Chúa ơi. Con luôn trong cạnh ngài, con sẽ không bị áp đảo. Cho con thái cường để thấy ý chí của Cha. Con luôn trong cánh ai, Chúa đang luôn cứu giúp con, ban sự khôn ngoan để con vẫn theo ý Cha. Con luôn yêu Chúa đã hết sức cho con luôn yêu Chúa. Con luôn yêu
Con luôn yêu Chúa.
được ở gần với Ngài nhiều hơn nữa. Xin kéo chúng con gần vào trong sự diện của Ngài. Chúng con thấy được sự tế trị của Chúa trong mỗi đời sống của chúng con. Chúng con kinh nghiệm được Chúa Ngài đấng luôn mở đường trong mỗi đời sống của chúng con. Ngài tiếp tục ngự trị ở tại đây và xin Ngài tiếp tục làm những công việc quyền năng phép lạ của Ngài. Chúa ơi, ai trong vòng của chúng con đang có những sự mệt mỏi, xin Ngài thêm sức cho mỗi đời sống của chúng con. Và ai trong vòng của con đang có những sự bệnh tật, trong danh của Chúa Jesus Christ, con công bố sự chữa lành của Ngài sẽ đến với mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, trong vòng của con đang có những tấm lòng đang bị tan vỡ, xin Ngài hàn gắn lại những tấm lòng của sự tan vỡ đó và ban sự vui mừng đến với mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, trong vòng của con đang có những sự tuyệt vọng, Chúa ơi, con được kinh nghiệm Ngài và con thấy được sự trông cậy và sự hy vọng mà Ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa, Ngài là đấng tuyệt vời Thầy, Ngài là luôn mở đường, là đấng luôn mở đường cho mỗi đời sống của chúng con, Ngài là đấng luôn dẫn dắt mỗi cuộc đời của chúng con. Ngài đã hứa Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ mỗi đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, lời hứa của Ngài thật thành tín cậy, bởi vì chính Chúa Ngài là đấng thành tín. Xin tiếp tục thăm viếng mỗi đời sống của chúng con, cho con được mạnh mẽ, cho con được trỗi dậy và hát lời khen Chúa. Hallelujah. Lên Chúa tuôn đổ xuống nơi này và hát ngợi khen và Chúa công Ngài tại nơi đây. Thánh Linh Chúa vang hài toàn chúng cùng cha và tôn thờ. Hãy đôi môi tan lòng và hát
Hằng còn trên mỗi đời sống của chúng ta, hãy tiếp tục trong cậy ở nơi này. Amen.